Bạn gái hớn hở nhận lời cầu hôn với nhẫn kim cương của tôi. Nhưng vừa biết mức lương hàng tháng thì cô ấy quay ngoắt 360 độ. Bạn gái cứ hỏi về lương, tôi cố tình nói dối để thử lòng cô ấy, và cái kết thật khó đỡ. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi yêu Vi được nửa năm nay. Công việc khá bận rộn nên chúng tôi nói chuyện qua điện thoại là chủ yếu. 10 ngày, nửa tháng chúng tôi mới gặp gỡ, rồi cùng nhau đi chơi, đi ăn uống một lần. Cá nhân tôi cảm nhận Vi tốt tính. Khi đi chơi, thấy người già cả, người ăn xin, cô ấy đều rủ lòng thương và giúp đỡ họ. Tôi làm IT, mỗi tháng kiếm được cũng bộn tiền. Vậy nên mỗi lần đi chơi, tôi đều chọn những địa điểm lãng mạn. Tôi còn tặng quà cho Vi thường xuyên, đều là những món quà đắt tiền. Với tôi, chỉ cần bạn gái vui vẻ là tôi mãn nguyện. Tháng trước, Vi dẫn tôi về nhà chơi. Nhìn thấy gia cảnh của cô ấy khá tốt, bố mẹ đàng hoàng, tôi càng muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi năm nay đã 35 tuổi, cũng đã đến lúc cưới vợ và sinh con. Nhà cửa tôi cũng đã có sẵn, cưới xong chỉ cần về ở mà thôi. Ngày hôm qua, tôi cầu hôn Vi bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá 50 triệu. Vi bất ngờ lắm, cô ấy gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc. Rồi sau đó, Vi hỏi tôi, mỗi tháng lương của tôi được bao nhiêu mà lại mua chiếc nhẫn đắt tiền đến như vậy. Tôi cũng định nói thật, xong không hiểu sao tôi lại muốn thử lòng bạn gái một chút. Thế là tôi nói dối, lương của anh chỉ được 10 triệu đồng mỗi tháng mà thôi. Tiền mua quà và mua nhẫn hay dẫn em đi ăn uống đều là do anh xin của bố mẹ. Bố mẹ anh có lương hưu cũng khá ổn định. Bạn gái tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cô ấy sờ chiếc nhẫn kèm theo cái biểu môi. Tưởng anh thế nào, lương 10 triệu đồng mỗi tháng thì làm sao nuôi nổi em. Tôi thật sự rất kinh ngạc vì phản ứng của bạn gái. Bữa ăn đang ngon bỗng trở nên trầm lắng lại. Tôi chỉ thử lòng cô ấy mà thôi, không ngờ nhận về một cái kết quá khó đỡ như vậy. Nguyên buổi đi chơi ngày hôm qua, sắc mặt của Vi rất tệ. Cô ấy so sánh tôi với rất nhiều người và chê tôi đã lớn tuổi mà còn chưa bằng những người mới đi làm. Vi nói tôi không có chí tiến thủ, lẽ ra lương không cao thì nên nhảy việc, chứ sao cứ bám trụ ở một công ty như thế làm gì. Nặng lời hơn, Vi còn bảo rằng tôi đang bám vái ba mẹ. Tôi im lặng, không muốn thanh minh hay tranh cãi gì cả. Cái nhẫn kim cương vẫn còn ở trên tay Vi. Tôi lại hụt hẫng và muốn lấy lại vì thấy Vi không xứng đáng với nó. Cô ấy yêu tôi chỉ vì những món quà mà tôi đã tặng cho cô ấy. Khi biết lương của tôi thấp thì ngay lập tức cô ấy trở mặt như trở bàn tay. Đêm qua tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi có nên tiếp tục chuyện yêu đương với Vi hay không. Nếu như chia tay, tôi muốn đòi lại chiếc nhẫn kim cương thì có bị coi là chia tay đòi quà hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên tiếp tục chuyện tình cảm này không hay là chia tay. Dòng tâm sự thứ hai, hoang mang vì gia cảnh nhà bạn trai quá nghèo khó. Tôi biết gia đình anh khó khăn, nhưng không nghĩ lại đến mức ở quê mà không có lấy một mảnh đất nhỏ để ở, phải ở nhờ nhà các bác. Lần đầu tiên về thăm nhà, tôi cảm thấy hơi hoang mang, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Tôi và bạn trai quen nhau gần một năm nay. Anh ấy rất tốt, tính tình hiền lành, thật thà. Hiện anh đang làm kỹ sư xây dựng, thu nhập mỗi tháng cũng khoảng 20 triệu đồng. Khi mới quen nhau, anh không kể nhiều về gia đình của mình. Nhưng sau này, tôi mới biết được gia cảnh của anh không mấy khá giả. Bố anh mất sớm,
chỉ một mình mẹ nuôi hai anh em ăn học khôn lớn. Chị gái anh đã lấy chồng, hiện mẹ anh vẫn còn ở quê. Nhà anh vỏn vẹn chỉ có hai sào ruộng được chia từ ngày xưa. Bây giờ mẹ anh vẫn còn cấy hái trồng trọt để có thêm thu nhập. Anh cũng kể mẹ anh rất vất vả, phải làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Thấy anh ngoan ngoãn lại thương mẹ nên tôi cũng thích. Mới đây anh có lời mời tôi về quê anh chơi. Thế nhưng khi đến nơi, thấy anh giới thiệu đây là nhà của bác cả, mẹ con anh vẫn ở nhờ một gian nhà phía dưới bao năm nay, chứ không có đất để xây nhà. Nghe anh kể, ngày trước bố mẹ anh đã bán hết nhà đất để lên thành phố làm ăn. Thế nhưng sau đó bị lừa sạch hết tài sản, bố mẹ anh lại trở về quê với hai bàn tay trắng. Sau đó bố anh bị bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ anh chăm chỉ làm ăn nhưng chỉ đủ ăn và nuôi hai con nên không có tiền để mua đất xây nhà. Thấy hoàn cảnh của anh, tôi rất thương. Nhưng khi tôi kể với bố mẹ lại có vẻ lo lắng và khuyên tôi nên suy nghĩ thực tế một chút. Bố mẹ lo tôi cưới anh sau này sẽ khổ. Thật sự thì tôi rất thương anh nhưng cũng hơi hoang mang. Tôi cũng lo lắng về tương lai sẽ không biết như thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn, xin mến chào và hẹn gặp lại.